Những năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vận động hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với sản xuất thực phẩm an toàn và tiêu dùng sạch. Đây là 1.000 mét vuông đất vườn đã được gia đình bà Bùi Thị Lợi ở thôn Văn Thủy, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn cải tạo để trồng rau xanh. Trong quá trình sản xuất, gia đình bà Lợi luôn tuân thủ theo quy trình sản xuất rau an toàn, sử dụng phân bón hữu cơ thay vì phân hóa học. Do vậy, sản phẩm rau xanh của gia đình bà được người tiêu dùng trên địa bàn rất ưa chuộng. Nhà tôi thì trồng phải hơn 20 năm nay rồi. Còn phân thì nhà tôi là không trồng, không gieo trồng bằng phân hóa học, thì dùng bằng phân hữu cơ và phân chuồng để mộc thôi. Cày ra vãi ra xong rồi cày rồi gieo và rồi tưới. Không chỉ có gia đình bà Lợi mà hiện nay trên địa bàn tỉnh, số lượng các mô hình phụ nữ tham gia sản xuất nông nghiệp theo phương thức hữu cơ đang ngày càng tăng cao. Các sản phẩm làm ra đều được thị trường ưa chuộng, giá trị kinh tế cao hơn hẳn so với cách thức sản xuất trước đây. Mình có con nhỏ ở giữa vườn ổi ấy, thì mình chỉ có dùng những cái loại bẫy ruồi, dính ruồi ấy. Chứ mình không dùng thuốc sâu ấy, vì nó rất độc hại đến người nhà mình đầu tiên. Thế xong rồi mình dùng những cái loại túi bóng ni lông chuyên dùng cho hoa quả ấy, như ổi đây. Và riêng đây thì mình lồng vào từ lúc nó còn nhỏ thì sẽ không bị con gì đốt và cũng không phải phun thuốc. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của người tiêu dùng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện để hội viên phụ nữ được tham gia các lớp tập huấn để nâng cao kiến thức, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn thực phẩm. Hội phụ nữ cũng đã vận động tuyên truyền cho chị em là chúng ta là nên sử dụng những cái thuốc bảo vệ thực vật là đúng theo quy trình và sử dụng những cái thuốc bảo vệ thuốc sinh học ấy, để cho sau khi mà mình đã tiêu thụ sản phẩm ra ngoài thị trường rồi thì để cho khách hàng họ tin tưởng sử dụng cái sản phẩm của mình. Từ những hoạt động thiết thực của hội, nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã và đang góp phần quan trọng trong thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo ra nguồn thực phẩm an toàn để cung cấp cho thị trường và xã hội.